Quán cà phê đầu tiên ở New York không cần xích chó bên ngoài. Black Lab Cafe NYC mới khai trương là quán cà phê cho phép khách hàng mang chó vào trong quán mà không cần phải xích ở ngoài. Quán cà phê này là đứa con tinh thần của hai anh em Nicholas Powers và Christopher Powers và mẹ của họ là Liz Evans. Sở y tế của thành phố New York có hướng dẫn rằng nếu doanh nghiệp cho phép vật nuôi ở ngay cạnh nhà hàng hoặc cơ sở dịch vụ ăn uống khác, hai địa điểm phải được ngăn cách hoàn toàn bằng tường và mỗi địa điểm phải có lối vào riêng và địa chỉ riêng. Vì vậy, họ đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mở quán cà phê này. Black Lab Cafe ở NYC thu hút nhiều khách hàng đặc biệt là những ai nuôi thú cưng. Một vị khách chia sẻ cô ấy chuyển về thành phố sau đại dịch Covid-19 và rất muốn tìm quán cà phê vừa có thể làm việc vừa mang chó vào quán. Tuy nhiên không có quán chấp thuận việc này, cô ấy phải xích chó ở ngoài. Thành phố New York có các quán cà phê thân thiện với chó khác, nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa các quán cà phê dành cho chó và quán cà phê thân thiện với chó là có dây xích hoặc không có dây xích. Vì vậy, Black Lab Cafe NYC trở thành nơi lý tưởng cho những ai nuôi thú cưng, cụ thể là chó.